Truyện Quan Âm Chiên Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại KB Màu Fix Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 213, chương 1794, gốc rễ dị tiên. Thông qua phương thức này, sử dụng hồn có đủ đặc tính thần nguyên, từ đó biến ảo, giống như là áo giáp hiện lộ ra bên ngoài, cho đến cuối cùng dùng một ý niệm cải biến hết thảy bản thân. Cho nên nguyên lý của nó mới là nhất niệm hạ tiên, tiên thể tự thành. Nếu thực sự có thể tu luyện tới cực hạn, trên lý luận từng bước một mô phỏng, từ tồn tại thần thánh cho đến đạt dệt ra thần linh, mà bản thân ta có đủ thần nguyên, cho nên không cần mô phỏng, một ý niệm đã có thể tràn ra số lượng hồn ti tương đối, mỗi một sợi đều là do thần nguyên biến thành. Hư Thành trầm ngâm, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, kết hợp phương pháp bên trong dị tiên lưu, Hư Thành biết phán đoán lúc trước của mình không sai, hình thái thần linh của hắn từ trên trình độ nhất định đúng là có hiệu quả giống như phương pháp của dị tiên lưu. Chỉ là thân thể dị tiên lưu biến thành, bản chất là khí tức tu sĩ, cẩn thận quan sát có thể thấy từng đạo dấu vết hồn ti, mà sau khi hắn hiện ra hình thái thần linh, tràn ra chính là uy áp thần tính, nhìn như là một khối, thực tế do hư nhược hóa thực. Chỗ bất đồng này có thể dễ dàng cảm giác ra được. Mặt khác, công pháp nhân tộc đủ loại, tu luyện các loại thuật pháp, hơn nữa thần linh đã tồn tại vô số năm qua, theo những tồn tại thần thánh bị nghiên cứu, khiến cho trên thế gian có rất nhiều biện pháp có thể hình thành một màn tương tự cùng với hình thái thần linh của Hư Thanh. Nếu như lại nghiên cứu sâu và kỹ càng hơn, sẽ phát hiện bản chất hoàn toàn khác biệt. Duy chỉ có dị tiên lưu này bản chất tương tự. Như vậy, dựa theo phương pháp của dị tiên lưu, có lẽ cũng có thể giúp bản thân ta nắm giữ hình thái thần linh càng thêm thuận lợi. Trong mắt Hư Thanh lóe lên tinh mang. Lúc trước ta triển khai hình thái thần linh là từ thần tàng biến thành, nhưng nếu như ta tách lẻ thần nguyên bên trong ba tòa thần tàng ra, chia thành tốt nhỏ, luyện hóa toàn bộ trở thành hồn ti, lại lấy phương pháp điều khiển đang dệt hồn ti của dị tiên lưu để hình thành ba loại trạng thái thần linh của ta, trên lý luận có thể vượt qua từng hình thái thần linh chưa đủ điều kiện mở ra, ví dụ như hình thái thứ ba. Bởi vì ta không dùng một tòa thần tàng chống đỡ, ta là dùng thần nguyên của cả ba tòa thần tàng để đang dệt, đồng thời cũng không có cực hạn với ba loại hình thái, thậm chí ta có thể hình thành loại hình thái thứ tư, chỉ cần hồn ti đầy đủ, một ý niệm sẽ tan biến và hóa ngàn vạn. Hư Thanh động tâm, nhắm mắt lại, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, dựa theo phương pháp dị tiên lưu lần nữa hình thành hồn ti. Trong chốc lát, tòa thần tàng đầu tiên biến ảo, từng đạo thần nguyên hóa ti từ trong bay ra, hội tụ tới thức hải của Hư Thanh, những đạo hồn ti cũng thuần thục tăng vọt, rất nhanh đã đến khoảng 10 vạn đầu. Tiếp tục, tòa thần tàng thứ hai sau lưng Hư Thanh ầm ầm xuất hiện. Dưới quá trình hắn luyện chế, từng đạo thần nguyên ti nhanh chóng lao ra, 13 vạn, 18 vạn, 25 vạn, cho đến cuối cùng xuất hiện 31 vạn đầu hồn ti. Khống chế nhiều hồn ti như vậy, Hư Thanh cảm thấy rất khó khăn. Hắn biết rõ, đây là bởi vì mình chưa thuần thục đối với phương pháp đan dệt của dị tiên lưu mà ra, cho nên hắn tạm thời ngừng luyện chế và dựa theo những hình ảnh tồn tại thần thánh trong dị tiên lưu để tham chiếu, thử nghiệm hình thành từng cái. Mặc dù không phải rất thuần thục, nhưng hồn ti của Hư Thanh quá nhiều, cho nên rất nhanh từng đạo thần ảnh tràn ra chấn động thần tính kinh khủng, liên tiếp chuyển hóa ra phía sau hắn. Giờ phút này nếu như có đệ tử dị tiên lưu ở đây nhìn thấy một màn như vậy, nhất định là chấn động tột cùng. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, những tồn tại thần thánh trên lý luận có thể hình thành bên trong lưu phái, giờ phút này từng đạo xuất hiện ở phía sau Hư Thanh, mà từng đạo còn sinh động như thật, tràn ra uy áp mạnh mẽ, đã vượt qua phạm trù tồn tại thần thánh. Nhưng Hư Thanh vẫn không thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, những thứ này chỉ là phương thức gia tăng độ thuần thục. Hắn không ngừng điều khiển hồn ti hình thành từng hồn ti tại thần thánh. Cuối cùng, tâm niệm tản ra, những tồn tại thần thánh này toàn bộ tan vỡ, lại hóa thành 31 đạo hồn ti hội tụ lại với nhau. Trong đầu Hư Thanh lơ lửng hình thái thần linh tầng thứ nhất của mình, lấy đó làm mẫu, bắt đầu đắp nặng. Bởi vì đã hiểu rõ, hơn nữa Hư Thanh cũng đã thuần thục lên trình độ nhất định đối với phương pháp đan dệt hồn ti của dị thiên lưu, cho nên hình thái thần linh thứ nhất của hắn rất nhanh đã xuất hiện, sừng sững trong mật thất, tràn ra uy áp kinh người. Uy áp này cũng không giống hình thái thần linh tầng thứ nhất mà bình thường Hư Thanh triển khai ra, nó đã bao hàm cảm giác thần linh cùng ẩn chứa đặc tính của dị thiên lưu. Quan trọng nhất là Hư Thanh đã phát hiện mình có thể dùng một ý niệm thiêu đốt, lấy đó là một cổ lực lượng xung kích cực lớn, cưỡng ép phá vỡ gông cùng xiềng xích và bích chướng, thúc đẩy tu vi của mình kéo lên. Cái nhận thức này khiến cho hô hấp của Hư Thanh có chút dồn dập, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Dị tiên lưu đích xác là một loại phương pháp không giống dạng thường khác. Nó nhìn như là luyện chế hồn ti đạt về thân tính, nhưng đây hết thảy đều là biểu tượng bên ngoài. Chỗ kinh khủng chân chính của nó là có thể biến thần nguyên của thần linh hóa thành lực lượng để phá cảnh, vào thời điểm cực hạn thiêu đốt thần ảnh, hóa thành nguồn động lực cực lớn, cưỡng ép đột phá vết chướng của bản thân, tiếp tục tiến lên trên con đường phía trước, khai mở một lối tắt mới. Mượn thần thành tiên, tự mình dị tiên. Hư Thanh thay đổi sắc mặt. Cũng chính vào thời điểm này, ngoài mật thất bế quan của hắn truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ, nương theo là giọng nói của đội trưởng.
Tiểu sư đệ, có đó không? Tối nay trăng cao gió mát, bông tuyết bồi tiếp và khí lạnh gia trì. Thời tiết thế này rất thích hợp để ta đi làm một chút chuyện nhỏ, nhưng ta cần có người canh chừng và tiếp ứng. Người có đi hay không? Chương 1795, nhị cẩu đạo hữu, người quá dọa người rồi. Trong lúc nói chuyện, không biết đội trưởng dùng phương pháp gì, hiển nhiên là đã nhận ra trạng thái của Hư Thanh. Sau đó cánh cửa mật thất chỗ Hư Thanh ngồi bỗng nhiên im hơi lặng tiếng mở ra. Đội trưởng vẻ mặt đắc ý đi đến, quơ quơ tay phải. Thế nào Tiểu Thanh, có phải thủ pháp mở cấm chế cùng với trận pháp của ta rất là thần kỳ hay không? Ta nói với người nhé, một chiêu này là sau khi ta tới Hoàng Đô quen biết được một vị hảo hữu, chính nàng đã dạy cho ta. Hư Thanh ngẩng đầu nhìn qua phía đội trưởng, lại nhìn cánh cửa mật thất một chút, trong lòng cũng nổi lên cảm giác kỳ dị, nên biết rằng đạo cấm chế của mật thất này ngoại trừ bản thân của nó ra, Hư Thanh cũng đã tự thân gia trì thêm mấy lần. Mặc dù không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng muốn đơn giản và lại lặng yên không một tiếng động mở ra khó khăn cực lớn, nhưng đội trưởng lại có thể nhẹ nhõm mở ra như thế. Đây là thủ pháp gì? Hứa Thanh nhìn không được hỏi một câu, mà câu này cũng khiến cho đội trưởng cảm thấy ngạo nghễ vô cùng thoải mái. Đại sư huynh của ngươi sau khi đi đến Hoàng Đô mỗi ngày đều đi ra ngoài, không chỉ đi dò xét phong thanh chung quanh, ta còn đổi thân phận kết giao rất nhiều bằng hữu, nhất là vị ấy rất là thần bí. Nhưng ngươi cũng biết tính cách của ta rồi, không phải ai tới ta cũng đều sẽ tiếp nhận, vì thế ta đã từ chối nàng. Nàng lo lắng trong lòng vì muốn kết giao bằng hữu cùng ta, thấy là đã truyền cho ta một chiêu này. Không nói điều này nữa, ngươi tu luyện xong rồi đúng không? Đi theo ta. Nói xong, đội trưởng lộ ra vẻ mặt chờ mong, kéo cánh tay Hứa Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ, thế gian này không có nhiều người khiến hắn không cách nào cự tuyệt. Đại sư huynh chính là người thứ nhất, người lại muốn làm cái gì? Hứa Thanh đứng dậy, nhìn sắc trời bên ngoài. Cùng ta đi tới Tinh Đế Cực Thượng Tông một chuyến, trộm một thứ. Đội trưởng thấp giọng mở miệng, lôi cái Hứa Thanh đi thẳng ra bên ngoài. Hứa Thanh dừng chân lại, cự tuyệt, hắn không muốn đi tìm chết. Đội trưởng mắt thấy như vậy, ho khan một tiếng. Là phân tông, không phải tổng môn, không có chuyện gì đâu. Bên trong mạnh nhất cũng chỉ là quy hư, chỉ cần chúng ta không giống trống khua chiêng làm tổng môn chú ý, lặng lẽ lén vào thì không sao cả. Hứa Thanh suy nghĩ một lát, sau đó mới đồng ý. Trong thiên địa đen nhánh, gió lớn gào thét, mặt hồ ngoài phủ đệ Ninh Viêm xuất hiện gợn sóng. Thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng bay nhanh qua bên trên. Ta đã hẹn với vị bằng hữu nọ rồi, đêm nay đi tới cấm địa phân tông Tinh Đế Cực Thượng Tông cầm một thứ ra ngoài. Đội trưởng vừa bay nhanh vừa truyền âm, đồng thời lấy ra một chiếc mặt nạ ném cho Hứa Thanh. Đeo lên, trước khi chúng ta tới Hoàng Đô, ta đã trộm nó từ bên trong phòng bảo tàng của lão đầu tử. Có thể che lấp thân phận, người thu liễm khí tức một chút, trong thời gian ngắn sẽ không ai nhìn ra được hình dáng của chúng ta. Dẫu sao, ta cũng không rõ ràng lai lịch của người bằng hữu nọ cho lắm, xác suất lớn là nàng ta mượn để che giấu tung tích. Bên trong còn có những cái mục đích khác, nhưng ta cũng đúng là muốn đi tới cấm địa Tinh Đế Cực Thượng Tông một chuyến. Chỗ đó có một vật ta muốn liên quan đến chuyện lớn đằng sau. Chẳng qua ta có chút không yên tâm về nàng, nhưng ta xác định có lẽ nàng không đoán được thân phận chân chính của ta, cho nên mới gọi Tiểu Thanh ngươi cùng đi. Người ở bên ngoài trông chừng tiếp ứng cho ta, dặn nhất nàng có lòng bất chính, chúng ta lập tức giết chết nàng. Mặt khác, sau khi ta và nàng đi vào, nếu như nàng tự mình ra trước, ngươi cũng giúp ta ngăn cản nàng lại. Ta lo nàng đi trước, sau đó sẽ trở tay bán ta đi. Trong mắt đội trưởng lộ ra một vòng hàn mang. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp nhận mặt nạ mang lên mặt. Chất liệu của chiếc mặt nạ này rất đặc thù, đặt vào trên mặt không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, giống như là một với khuôn mặt vậy. Sờ lên mặt nạ trên mặt, Hứa Thanh tăng tốc đi về phía trước. Về phần giúp đỡ đội trưởng, hắn cũng không phải là lần đầu tiên làm. Giờ phút này vừa đi theo, đáy lòng vừa cân nhắc tới công pháp dị thiên lưu, đồng thời cũng thử nghiệm đang dệt trong đầu. Trên lý luận, lấy hồn ti từ thần nguyên của ta bây giờ có thể đang dệt ra hình thái thứ hai, nhưng ta vẫn không có cách nào điều khiển hồn ti của dị thiên lưu đạt đến trình độ tỉ mỉ. Muốn đang dệt cần tốn một ít thời gian, khó có thể nhanh chóng hình thành, cần phải lần lượt tập luyện mới có thể nắm quyền toàn mỹ, lập tức hiển lộ ra ngoài. Nhưng mà hình thái thứ nhất thì đơn giản rất nhiều, đầy đủ hồn ti là ta có thể lập tức tạo ra. Hơn nữa hình thái cũng có thể thay đổi, rất thích hợp để ta che giấu thân phận của mình. Trong lúc làm một ít chuyện bên trong Hoàng Đô, Hứa Thanh suy tư không ngừng đang dệt hồn ti trong thức hải, khí tức cũng có chỗ cải biến. Đội trưởng bên cạnh lập tức phát hiện, kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhưng giờ phút này trong đầu của y đang có chuyện lớn, cho nên cũng không lập tức hỏi. Cứ như vậy, hai người thừa dịp ban đêm, một đường ẩn nấp hành tung, bay nhanh về phía trước. Một lúc lâu sau, rốt cuộc đã đi tới khu vực tây bắc Hoàng Đô. Nơi đây rời xa thành khu là một mảnh sơn mạch, trong thiên địa đen nhánh, khắp nơi bị bông tuyết tràn ngập, một mảnh mông lung. Nhưng bên trong dãy núi có một ngọn núi giống như có thể hấp thu tinh quang, bản thân rực rỡ nên đặc biệt rõ ràng. Bông tuyết bốn phía cũng đều bị chiết xạ ra màu sắc bảy màu. Nơi đây chính là một chỗ phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Tất nhiên bên trong là có càn khôn khác, tồn tại không gian đơn độc, mà đây là chỗ đặt cửa vào của nó. Đến rồi. Đội trưởng từ xa nhìn tới tòa núi rực rỡ ấy, nhoáng một cái đã đi tới trên thân núi hình dạng màu gà gần đó, sau đó đứng đợi, liếm liếm bờ môi và quay đầu nhìn về Hứa Thanh phía sau lưng. Hứa Thanh nhắm mắt,
đang đang dệt trong thức hải. Khí tức tràn ra trên người hắn không ngừng biến hóa, cũng hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Chương 1796, nhị cẩu đạo hữu, ngươi quá dọa người rồi. Lần nữa cảm nhận được khí tức trên người Hứa Thanh cải biến, đội trưởng rốt cuộc nhìn không được hỏi: "Tiểu Thanh, chuyện gì xảy ra vậy? Ta kêu ngươi thu liễm khí tức, không kêu ngươi đi cải biến đâu nha, mà sao ngươi làm được như vậy? Khí tức trên thân biến hóa lớn đến như thế, thực tế bây giờ ngươi đeo mặt nạ làm cho ta cảm thấy có chút lạ lẫm. Dạo gần đây học được công pháp mới." Hứa Thanh mở mắt ra, không giải thích quá nhiều. Đội trưởng Hiếu Kỳ đang muốn tiếp tục truy vấn, nhưng vào lúc này xa xa truyền đến tiếng rít rất nhỏ. Đội trưởng và Hứa Thanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một đội tử dáng người uyển chuyển nhưng dung mạo cũng rất bình thường, thân mặc hắc bào đạp trên gió tuyết đến xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh cùng đội trưởng. Ánh mắt quét qua trên người Hứa Thanh, sau cùng nhìn về phía đội trưởng: "Trần Đại Thanh, vị này là..." Nghe xưng hô của đối phương, Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, biết rõ Trần Đại Thanh là tên giả mà đội trưởng thường dùng. "Đây là huynh đệ của ta, tên là Nhị Cẩu. Hắn lo lắng ta đi một mình, cho nên đi cùng đến làm tiếp ứng." Đội trưởng trừng mắt nhìn, thông dong mở miệng. Nữ tử này từ chối cho ý kiến, chỉ là liếc mắt nhìn lại Hứa Thanh một lần, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tinh Đế Cực Thượng Tông. "Như vậy, dựa theo ước định của chúng ta, hiện giờ xuất phát." "Xuất phát!" Đội trưởng thở sâu, cho Hứa Thanh một ánh mắt, sau đó nhoáng một cái bay ra. Nữ tử nọ đồng dạng cất bước, một trước một sau cùng đội trưởng tiếp cận về phía ngọn núi rực rỡ. Hứa Thanh một mực ngóng nhìn, rất nhanh đã thấy hai người sau khi tiếp cận thân núi đột nhiên riêng phần mình mơ hồ một cái, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh cũng không ngoại muốn với một bàn như thế. Đội trưởng có rất nhiều thủ đoạn mà người có thể làm cho y nói là thần bí, hiển nhiên không phải là tầm thường. Mặt khác, người dám đánh chủ ý tới Tinh Đế Cực Thượng Tông nhất định cũng là người có phần tự tin. Nhưng tưởng tượng đến tính cách tự tin bừng chết của đội trưởng, Hứa Thanh có chút do dự, thân thể nhoáng một cái rời xa nơi đây, đi đến một tòa núi khác chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phân tông Tinh Đế Cực Thượng Tông hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Cho đến một lúc lâu sau, hư vô bên ngoài gọn núi rực rỡ bỗng nhiên vặn vẹo, thân ảnh vị nữ tử nọ nhoáng một cái hiện ra từ bên trong. Sau khi đi ra, nàng không chần chờ chút nào, lập tức muốn rời khỏi lao về phía xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bước chân của nữ tử này dừng lại. Trong hư không phía trước, thân ảnh Hứa Thanh hiện lộ ngăn cản nàng lại. "Vị đạo hữu này không nên vội rời đi, đợi sau khi Đại Thanh ra ngoài rồi cùng nhau rời khỏi, như vậy mới an toàn nhất." Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nữ tử nhíu mày, trong mắt hiện ra lạnh ý, nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng: "Cút!" Nói xong, trên người nữ tử tràn ra một cổ khí tức nguy hiểm, hư vô trước mặt cương kết trong giây mắt tự nhiên hóa thành mặt kính bao phủ trái phải Hứa Thanh, chớp mắt vỡ vụn. Mà thân thể của nàng không chút do dự tiếp tục lao về phía trước, nhưng trong giây mắt tiếp theo, hai mắt nàng co rụt lại, hư không trước mặt lần nữa xuất hiện thân ảnh Hứa Thanh, vẻ mặt bình tĩnh như trước. "Dừng bước!" Đồng tử trong đôi mắt nữ tử co rút lại, vẻ mặt ngưng trọng đánh giá Hứa Thanh vài lần, sau đó bỗng nhiên giơ tay phải lên nhấn về phía trước một cái. Gió tuyết bốn phía lập tức rung động và cải biến hình thái trở thành từng đạo băng châm ép tới phía Hứa Thanh. Thân thể nàng càng là xuất hiện tàn ảnh, trực tiếp lao đến Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, tay trái bấm niệm pháp quyết vung lên, một mảnh hỏa diễm màu đen lập tức khuếch tán từ trên người hắn tràn ra phía ngoài, thân thể nhoáng một cái cũng phóng tới nữ tử nọ. Hai người lập tức tiếp xúc, người tới ta đi, pháp thuật giao thoa ngắn ngủi mấy hơi thở, dùng mau đánh nhanh, đã va chạm hơn trăm lần. Bọn họ đã kiềm chế để không phát ra tiếng vang, không làm dấy lên chấn động quá lớn. Cho đến 10 hơi thở sau, trong lòng nữ tử nọ đã lo lắng, vẻ mặt không còn kiên nhẫn. Sau khi Trần Đại Thanh tiến vào, lập tức không còn tung tích, ngươi ngăn ta lại là thật không có đạo lý. Nếu còn không cút, ta sẽ giết ngươi. Đợi y ra ngoài, ngươi mới có thể rời khỏi. Hư Thanh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn chết? Trong mắt nữ tử nổi hàn mang, tay phải bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, mi tâm lập tức vỡ ra một đạo khe hở, một cây châm màu trắng cấp tốc lao ra từ bên trong, mang theo cảm giác tự nhiên phá vỡ hư vô xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Khi tức lộ ra khác biệt cùng tu sĩ khác, cũng không giống với uy áp của thần linh, không phải tu sĩ cũng không phải thần, nhưng trình độ báo đạo lại càng kinh người hơn, giống như bản chất của luồng lực lượng này là duy ngã độc tôn trong thiên hạ. Con người của Hứa Thanh lần đầu có rút lại, hắn cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ, giờ phút này không chút do dự, 31 vạn hồn ti trong thức hải lập tức bộc phát, ngoài thân thể trực tiếp hình thành một đạo thân ảnh dữ tợn. Thân ảnh này là một con giáp sát trùng, toàn thân lộ ra chấn động thần tính đồng động, làm cho người ta gần như cảm giác là thần linh, chính là đệ tử bên trong hình vẽ tham ngộ của dị thiên lưu. Nhưng mà loại tồn tại thần thánh đệ tử này, tu vi cao nhất cũng chính là linh tàng mà thôi. Mà hôm nay đệ tử xuất hiện ở nơi đây, tu vi lại là quy hư, do Hứa Thanh lấy phương pháp hồn ti đang dệt đắp nặng mà ra. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hơn 30 vạn hồn ti trong đó dũng động, nhắm về phía cây châm quỷ dị tiến đến, mắt thấy sẽ va chạm với nhau. Nữ tử nhìn thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, thân thể rút lui và kết thúc mở miệng. Ngưng!
Nhị cẩu đào hữu, nếu như cứ như vậy thì đối với người và ta đều không có lợi. Cấm chế đặc thù ta bố trí ở bốn phía cũng sẽ xuất hiện sơ hở, có nguy cơ bị phát hiện. Chúng ta ngừng đánh, ta lưu lại đợi cùng ngươi. Nói xong, nàng hải hùng khiếp phía giơ tay lên triệu hồi cây châm trắng. Hứa Thanh nhau mắt lại, phất tay để đệ tử tan biến vào hùng ti ẩn nấp. Mặc dù như thế, nhưng nếu đối phương còn muốn động thủ, hắn cũng có thể lập tức lần nữa hình thành. Trên thân núi, gió tuyết vẫn thổi qua như trước. Hai người dừng tay thì lúc này có hơi im lặng. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, nữ tử nọ nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt khó nén chấn động, thở sâu, có chút không xác định mà mở miệng. Nhị cẩu đào hữu, người vừa rồi dùng chính là phương pháp của dị tiên lưu. Hơn 10 vạn hồn tiên này thật là quá dọa người rồi. Thế gian lại có người có thể tu luyện dị tiên lưu tới trình độ chưa bao giờ nghe thấy như thế. Người là ai? Chương 1797. Dị tiên lưu gây vang động. Giờ phút này, nữ tử thần bí trong miệng nhị ngu hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh như nhìn quái vật. Đúng là trước đó đang dự định sau khi rời đi sẽ bán đứng Trần Đại Thanh là kẻ phát nồi hỏa thủy đông dẫn. Còn nàng từ đầu đến cuối đều ẩn nấp vô cùng tốt, mặc kệ Trần Đại Thanh nói như thế nào cũng không có manh mối gì để đào ra. Nhưng hiện giờ gượng sống trong nội tâm của nàng đã đến trình độ ngập trời, nàng hiểu rõ gì tiên lưu. Trên thực tế, lưu phái bên trong thái học không có cái nào là nàng không biết. Điều này có liên quan với thân phận học sinh của nàng, cũng liên quan tới bối cảnh sau lưng của nàng. Chẳng những mỗi một lưu phái của thái học nàng đều quen thuộc, thậm chí ngay cả tông môn bên ngoài của những lưu phái đó nàng cũng biết được nhiều hơn so với người thường. Nhưng chính bởi vì hiểu rõ, thế nên giờ phút này sự chấn động của nàng mới to lớn đến như thế. Hơn 10 vạn hồn ti, dù là Lý Huyền Phong hay là Trần Đạo Tắc năm đó cũng đều không đạt được. Nghe nói Lý Huyền Phong năm đó có 5 vạn hồn ti, Trần Đạo Tắc nhiều hơn một số cũng chỉ là 7 vạn mà thôi. Trừ phi hai người này không chết, sống cho tới bây giờ có lẽ như vậy mới có thể làm được. Nhưng điều đó không có khả năng. Lý Huyền Phong là người 8.000 năm trước, trừ phi đạt tới ổn thần, nếu không dưới quy tắc thiên đạo thì không cách nào sống lâu được như vậy. Chẳng lẽ người này là Trần Đạo Tắc? Lời đồn bên ngoài có Trần Đạo Tắc năm đó hóa thành tồn tại thần thánh, sau đó không biến trở về được nữa, cuối cùng tọa hóa trở thành tiêu bản là giả. Hiện giờ trong lòng nữ tử này rối loạn vô cùng. Sự tình chứng kiến hôm nay đã phá vỡ nhận thức của nàng. Hơn 10 vạn hồn ti quả thật quá dọa người. Thậm chí bởi vì hoảng sợ mà gương mặt bình thường của nàng xuất hiện vẻ không cân đối giữa cảm xúc và ngữ khí, thoạt nhìn có chút cứng ngắc, cũng càng thêm xác nhận rằng nàng đang mang mặt nạ. Giờ phút này sau khi hỏi xong, nàng chăm chú nhìn chăm chăm Hứa Thanh, muốn nhìn ra một chút chi tiết và manh mối từ trên người Hứa Thanh, từ đó luận chứng suy đoán gần như không hợp thói thường của mình. Thần sắc Hứa Thanh như thường nhìn nữ tử trước mặt, hắn không quan tâm tới sự chấn động của đối phương, và lại mọi người bèo nước gặp nhau, hắn cũng không cần thiết phải trả lời cái gì. Vì vậy Hứa Thanh dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía Phân Tông Tinh Đế Cực Thượng Tông đội trưởng đã đi vào, nhưng vẫn thủy chung phân ra một đám thực thức để khóa chặt vào nữ tử nọ. Nếu như đối phương có lòng bất chính gì, hắn sẽ tức khắc ra tay. Đồng thời đấy là Hứa Thanh cũng đang phân tích lúc mình thể hiện ra dị tiên lưu. Đây là lần đầu tiên hắn áp dụng phương pháp đang dệt hồn ti động thủ của người khác. Nhìn từ uy lực, mặc dù có hơi chưa đủ, nhưng cải biến được khí tức có ưu thế cực lớn. Hơn nữa, so với đơn thuần triển khai hình thái thần linh tầng thứ nhất, phương pháp này lại càng thêm linh động, biến hóa ngàn vạn. Quan trọng nhất là nó có thể đột phá tới mức giới hạn cao nhất, chỉ cần số lượng hồn ti đầy đủ sẽ có thể không ngừng tăng cao. Vốn dĩ hạn mức cao nhất là căn cứ vào hình thái biến thành mà quyết định. Nếu dùng hồn ti của dị tiên lưu, bởi vì bản chất của nó là mô phỏng thần nguyên, cho nên phải cần tới 100 vạn đạo mới có thể hình thành hình thái thần linh thứ nhất. Nhưng hồn ti của ta đều là do thần nguyên hình thành, cho nên trên thực tế chỉ cần 20 vạn đạo là đủ rồi. Nhưng nếu so với hình thái thần linh thứ nhất, uy lực của thần thái thần linh thứ hai càng lớn hơn, càng thêm phức tạp. Dựa vào đây để phán đoán, vậy không sai biệt lắm cần tới 50 vạn đạo mới có thể đan dệt ra được. Đây cũng là lý do tại sao ta lấy phương pháp bình thường để triển khai hình thái thần linh thứ hai, cần phải dùng tới máu thịt xích mẫu để bổ sung. Dựa vào phương pháp của dị tiên lưu, Hứa Thanh đã có lý giải càng sâu hơn đối với hình thái thần linh của mình. Số lượng hồn ti của ta vẫn là quá ít. Đêm nay quay về, thể ước hấp thu một chút máu thịt xích mẫu, nhìn xem có thể dùng phương pháp của dị tiên lưu để luyện thành hồn ti hay không. Hứa Thanh trầm ngâm, nữ tử đối diện thì càng lúc càng cảm thấy Hứa Thanh càng thâm bạc trắc. Hứa Thanh càng không nói lời nào, nàng không moi thêm được bất luận chi tiết manh mối gì, trong đầu lại càng tự bổ sung các loại suy nghĩ. Loại bổ sung đó khiến cho Hứa Thanh ở trong lòng càng thêm thần bí. Cứ như vậy thời gian trôi, trong yên tĩnh, nửa canh giờ qua đi, mắt thấy bình minh sắp đến, Hứa Thanh nhìn qua Phân Tông Tinh Đế Cực Thượng Tông, lòng mày chậm rãi nhăn lại. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, bình thường đối phương sẽ không hành động chậm chạp như vậy, phần lớn là tốc chiến tốc thắng, như thế mới phù hợp tâm tính của y. Nhưng hôm nay thời gian đã hơi lâu, hình như người bằng hữu của ngươi khả năng đã xảy ra chuyện. Mắt thấy sắp tới hừng đông, vị nữ tử thần bí nọ chần chờ một chút đưa ra kiến giải. Nhưng ngay khi lời này vừa truyền ra, toàn núi rực rỡ tinh quang chỗ Phân Tông Tinh Đế Cực Thượng Tông bỗng nhiên cấp tốc lập lòe tia sáng.
một thân ảnh từ trong xông ra, chính là đội trưởng. Toàn thân y rách tung tóe, rất là chật vật, thương thế trên người không ít, xuất hiện từng cái lỗ thủng, máu tươi rơi lả chả, nhưng thần sắc lại vô cùng phấn khởi. Sau khi xuất hiện, y chỉ liếc mắt nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh lập tức hiểu ý, không chần chờ chút nào, giơ tay lên, 31 vạn hồn ti bộc phát ra phía ngoài, hình thành một con đệ tử mênh mông thần tính, toàn lực phóng thích. Con giáp trùng cực lớn, toàn thân tràn ra uy áp kinh khủng, bên ngoài là chấn động thần tính, còn bên trong là lực lượng thuộc về tu sĩ, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét im lặng, tỏa uy áp về phía tòa núi rực rỡ phía sau lưng đội trưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, tòa núi tinh quang rực rỡ sau lưng đội trưởng chấn động vang vọng. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong xông ra, từng người đều phẫn nộ, sát cơ mãnh liệt. Nhưng một khắc xuất hiện, chính là thời điểm địa tử bệnh bằng hồn ti của Hứa Thanh phủ xuống, song phương đột nhiên va chạm với nhau. Chương 1798, dị thiên lưu gây vang động. Âm thanh nổ tung vang vọng gặp trời, mà càng kinh người hơn là tâm niệm Hứa Thanh vừa động, hồn ti bộc phát để biến hóa hình thái, lại tạo thành tồn tại thần thánh là âm sát. Âm sát là tồn tại thần thánh qua lại ở phương Tây đại lục vọng cổ, bộ dạng của nó tựa như con nhện, nhưng thân thể không tròn mà là dài mảnh, giống như con trết. Từ trình độ nào đó là thiên hướng dung hợp thân thể giữa nhện và trết, vả lại có thể nhả tơ. Giờ phút này sau khi xuất hiện, âm sát lập tức mở miệng phun ra vô số sợi tơ màu đen, hình thành lưới lớn trực tiếp bao phủ toàn núi rực rỡ này, ngăn cản 10 người trong đó muốn lao ra đuổi theo. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh không chần chờ chút nào mà trực tiếp bóp nát một khối ngọc giản truyền tống. Trong chốc lát, thân ảnh hắn đã tan biến. Mà đội trưởng mượn giờ thời gian Hứa Thanh ra tay ngăn cản đối phương, cũng thành công chạy ra, đồng dạng bóp nát ngọc giản truyền tống, không thấy tung tích. Toàn bộ quá trình, bọn họ không nói bất kỳ một câu nào, chỉ trao đổi một cái ánh mắt. Về phần nữ tử nọ, mặc dù cũng không có ăn ý giống như Hứa Thanh và đội trưởng, nhưng nàng cũng đã trước tiên bay nhanh đi xa, giấu kín thân ảnh trong đêm tối. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh đang ẩn nấp của nàng đột nhiên tung ra ánh sáng màu lam chói mắt, đặc biệt dễ làm người khác chú ý trong đêm tối. Nữ tử đang bay nhanh biến sắc, nàng không cần phải phân tích, lập tức đoán được đây nhất định là thủ đoạn của Trần Đại Thanh cùng Nhị Cẩu. Về phần cụ thể là ai, nàng cảm thấy khả năng là Trần Đại Thanh cao nhất. Đáng chết! Nữ tử lần nữa ẩn nấp nhưng vẫn có ánh sáng tràn ra. Trong lúc cấp bách, nàng triển khai bí pháp phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới cưỡng ép đè xuống. Cùng lúc đó, trên ngọn núi rực rỡ, phân tông tinh đế cực thượng tông nổ vang, bên trong có cường giả bay ra trực tiếp đánh tan phong tỏa bên ngoài. Theo những đạo hồn tinh nhao nhao tiêu tán, một lão già tóc bạc xông ra từ bên trong. Lão già này mặc đạo bào tinh không, sắc mặt xanh mét, đầy vẻ tức giận trong mắt. Sau khi đi ra, nhìn bốn phía trống trải, lại nhìn về phía nữ tử phát ra sáng màu lam tàn biến, giọng nói bằng theo sắc ý vang vọng: kiểm tra bốn phía, tìm kiếm hết thảy manh mối, nhất là vị trí ánh sáng màu lam phát ra, đồng thời báo cáo cho tổng tông. Thanh tra bát phương, cần phải tìm ra kẻ trộm. Hơn 10 người đứng phía sau lão giả, sắc mặt từng người đều khó coi, nhao nhao hô vân và riêng phần mình hành động, bắt đầu truy tìm. Trong đó hơn phân nửa đều phóng tới phía nữ tử phát ra ánh sáng màu lam biến mất. Về phần lão giả, giờ phút này cố nén cơn giận muốn bộc phát, quay người nhìn có chỗ pháp thuật lưu lại trên núi, thần sắc dần dần nổi lên nghi ngờ. Lão lờ mờ cảm thấy dấu vết pháp thuật này lưu lại hình như mình đã từng nhìn thấy ở nơi nào đấy. Thế là lão giơ tay phải lên trảo một cái, chụp tới một khối hồn ti của Hứa Thanh đã bao núi đá, đưa tới trước mắt xem xét cẩn thận một phen, cuối cùng trong mắt lộ ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi, con người lập tức co rụt lại. Lão đã nhớ ra đây là dấu vết gì. Hồn ti của dị tiên lưu. Dị tiên lưu tư cách từng là đệ nhất phái bên trong thái học, mặc dù bây giờ suy tàn nhưng danh khí vẫn còn rất lớn. Từ xưa đến nay, số người đã học công pháp dị tiên lưu cũng rất nhiều, cho nên đối với cường giả hoàng đô mà nói, căn bản bọn họ không hề xa lạ. Đối với công pháp này, chỉ là dị tiên lưu quá nhiều năm không xuất hiện người nào xuất chúng, dẫn tới người tu hành một mực dần dần thiếu đi, cho nên lão giả này mới không có nghĩ đến trước tiên. Mà sau khi nghĩ đến dị tiên lưu, trong đầu lão giả theo bản năng hiện ra đệ tử cùng âm sát lúc trước, còn có uy áp hai loại tồn tại thần thánh này tràn ra ở nơi đây, hết thảy khiến cho tâm thần của lão lập tức nổi lên cơn sóng. Dị tiên lưu đại thành. Lão giả chợt quay đầu nhìn xa xa, sau đó xuất ra ngọc giản, lập tức truyền âm cho tổng tông, yêu cầu tin tức về dị tiên lưu. Theo tin tức truyền đến, lão càng xem càng là ngạc nhiên, nhớ lại hai tồn tại thần thánh lúc trước, lại so sánh tin tức, tâm thần của lão bỗng nhiên đổ vang. Đâm dạng hồn ti chính là cánh cửa đại thành, 10 dạng hồn ti chính là đại thành đỉnh phong. Nhưng bên trong tồn tại thần thánh dù mới xuất hiện ở đây, từ chấn động nhìn qua cũng không dừng lại con số 10 dạng hồn ti, đó là hơn 10 dạng hồn ti hình thành. Việc này, thân thể lão giả bay lên, lao thẳng đến phía tổng tông tinh đế cực thượng tông. Mà sắc trời theo mặt trời từ từ nhô lên ở đằng xa, dần dần xua tan đi bóng tối, khiến cho thiên địa dần sáng rõ. Trong phủ đệ Ninh Viêm, Hứa Thanh đã trở về, nhưng không thấy tung tích đội trưởng. Về việc này, Hứa Thanh cũng đã tạo thành thói quen, không để ở trong lòng. Dù sao nếu như đội trưởng đã truyền tống rời đi, vậy thì không chết được. Về phần đội trưởng trộm cái gì trong phân tông của tinh đế cực thượng tông, Hứa Thanh cũng không đặc biệt hiếu kỳ. Giờ phút này trọng điểm của hắn công pháp dị tiên lưu.
Đêm nay tất cả những lần ra tay của ta đều là dùng pháp thuật của dị thiên lưu, cho nên khả năng lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Như vậy trọng điểm bây giờ chính là nhìn xem có thể hấp thu máu thịt xích mẫu để gia tăng số lượng hồn ti hay không. Hứa Thanh đi vào mật thất, phòng tỏa bốn phía và ngăn cách khí tức, lại lấy ra mặt trời viễn cổ trôi nổi trên đỉnh đầu trấn áp bát phương. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra tinh mang, lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Khối máu thịt này vừa xuất ra, chấn động kinh khủng của thần tính dựng lên. Hứa Thanh ngưng thần, bắt đầu thử nghiệm. Thời gian trôi qua, sáng sớm bên ngoài tuyết vẫn còn rơi bên trên hoàng đô, hết thảy thoạt nhìn đều rất an tĩnh. Nhưng do quá trình điều tra của phân tông tinh đế cực thượng tông, sự tình bọn họ bị mất trộm cũng đã truyền ra trong phạm vi nhỏ ở hoàng đô. Điều này cũng đã định trước rằng sắp có một trận phong bạo phát động hình thành bên trong thái học. Chương 1799, ta đứng ngay trước mặt ngươi. Phần tông của tinh đế cực thượng tông bị mất trộm, nghe nói đã mất rất nhiều đồ, có cả một cuốn thạch thư đặt ở cấm địa. Bình thường cuốn sách đó không có gì đặc biệt, duy chỉ có đêm mưa giông sẽ có hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Từng bị tinh tế cực thượng tông nghiên cứu thật lâu, cuối cùng phá giải là một khối tượng đá đặc thù lưu ảnh khắc ra. Hình ảnh mơ hồ bên trong là một tu sĩ kết đan thời cổ, có giá trị khảo cổ nhưng giá trị thực tế không lớn. Khối đá kia mất đi thì cũng đành, nhưng những vật khác bị mất trộm có thể nói là không hợp thói thường. Nghe nói có một khu vực toàn bộ cây cối, gạch đá, thậm chí là kiến trúc bên trong đều bị hủy đi ba thành, vài chỗ vơ vét đi ba thước đất như là bão châu chấu quét qua, càng làm cho người ta bất khả tư nghị là một số quần áo cũng bị trộm mất. Đây là tình huống như thế nào? Trộm những thứ đó làm cái quái gì? Mặc dù phạm vi của phân tông tinh đế cực thượng tông không lớn, nhưng dù sao đầu nguồn là một trong 10 cái tông siêu cấp của nhân tộc, nhất cử nhất động tự nhiên sẽ gây chú ý tới người ngoài, nhất là sự tình mất trộm. Hơn nữa vật bị trộm đi cũng rất ly kỳ, cho nên vừa vào sáng sớm, sự tình phân tông tinh đế cực thượng tông mất trộm đồ không ngừng truyền ra, dần dần càng có nhiều người nghe nói, cũng vì thế ngạc nhiên. Thời gian cứ trôi qua, có người thông qua một vài con đường đã dò xét tra ra được một chút tin tức bí ẩn, mà những tin tức đó tự thật giống như nước lạnh đổ vào giữa dầu nóng, lập tức phát nổ. Pháp thuật mà một trong số kẻ trộm triển khai lại là dị tiên lưu đại thành. Giả lại căn cứ phân tông của tinh đế cực thượng tông phán đoán, số lượng hồn ti của người này đạt đến trình độ trước đó chưa từng có, hơn 10 dạng, vượt qua hai vị lão tổ của dị tiên lưu. Làm sao có thể như vậy được? Ta đã từng tới dị tiên lưu, cũng đã tìm hiểu rõ, tốc độ tu hành cực kỳ chậm chạp, muốn nắm giữ vài chục dạng đạo hồn ti, cộng nói trước hồn của bản thân phải chẳng có thể chống đỡ loại chi lìa này, riêng chỉ là thời gian sẽ phải mất gần dạng năm, không thể tưởng tượng. Tin tức nhanh chóng truyền ra, trong thời gian một buổi sáng, phong bạo nhanh chóng hình thành và lan tràn toàn bộ hoàng đô, đồng thời cũng tự nhiên mà truyền vào bên trong thái học. Mà với tư cách là đầu nguồn hết thảy, vào buổi trưa, bên ngoài dị tiên lưu hội tụ rất nhiều học sinh, từng người đều bất khả tư nghị nhìn qua tòa tháp trắng của dị tiên lưu, sôi nổi nghị luận với nhau. Bởi vì đại biểu của tinh đế cực thượng tông đã đích thân đến, tiến vào bên trong tháp trắng. Trước mắt còn chưa đi ra, cho đến khi lại trôi qua một nén nhang, bên trong tháp trắng của dị thiên lưu, vị đại biểu cho tinh đế cực thượng tông với sắc mặt khó coi đi ra, nhanh chóng rời đi. Phía sau người này là phái chủ cùng với ba vị đệ tử của dị thiên lưu. Mặc dù mặt nạ thái học và thời khắc này đã ẩn tàng tất cả tâm tình của bọn họ, nhưng chấn động lộ ra trong ánh mắt vẫn biểu hiện sự không bình tĩnh trong nội tâm của bọn họ ra ngoài. Giờ phút này tâm tình của bọn họ trộn lẫn kinh ngạc, buồn bực, hưng phấn cùng với cuồng nhiệt. Lúc đầu bọn họ cũng nghe nói tới chuyện xảy ra bên trong phân tông tinh đế cực thượng tông, nhưng không quan tâm quá nhiều, cho đến khi sự tình về người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành xuất hiện, bọn họ mới giật mình. Sau đó đại biểu là tinh đế cực thượng tông tìm đến, nói ra rất nhiều chi tiết, cùng với điều tra tin tức người tu hành dị tiên lưu, bọn họ mới chính thức biết được quá trình của chuyện này. Sóng lớn trong lòng đã sớm tới cực hạn. Mà quá trình điều tra của tinh đế cực thượng tông cũng không có đáp án. Mặc dù những năm gần đây đệ tử hạch tâm tu hành dị tiên lưu chỉ có 4 người, nhưng trên thực tế là công pháp của dị tiên lưu có truyền ra bên ngoài. Dẫu sao mục đích thái học được thành lập chính là vì đánh vỡ thiên kiến bè phái, để cho công pháp người người đều có thể học. Cho nên dù là dị tiên lưu có quy định phải là đệ tử hạch tâm mới có thể học tập, nhưng trên thực tế đôi khi điều này cũng không trọng yếu. Vì vậy từ xưa đến nay có quá nhiều người biết được thuật pháp của dị tiên lưu, muốn đi thăm dò nhưng gần như đều là mò kim đáy biển. Mà theo tư duy quán tính, bản năng của mọi người sẽ cho rằng vị người thần bí đã tu luyện đại thành đó có xác suất nhất định là phái chủ, mà khả năng lớn nhất người tu sĩ thần bí đó chính là một lão gia hỏa đã ẩn tàng suốt mấy nghìn năm. Rốt cuộc là ai thì nhiều cách suy đoán, bên ngoài không biết được, mà bốn vị trong dị tiên lưu càng là không hề biết. Giờ phút này đứng ở bên ngoài tháp trắng, phái chủ dị tiên lưu đè xuống kích động trong nội tâm, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám học sinh thái học bốn phía, đáy lòng của lão cảm khái vô tận. Đã bao nhiêu năm dị tiên lưu không được chú ý như vậy rồi, không có nhiều học sinh dây xem như vậy. Ngoài nội tâm cuộn sóng, lão cũng tràn đầy cảm kích đối với người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành đó, cũng càng là tự hào. Vì vậy lão thở sâu rồi truyền ra giọng nói với bên ngoài:
Lão phu không biết tại sao phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông lại trêu chọc vị tiền bối ẩn nấp của lưu phái ta, dẫn đến tiền bối lưu phái ta hơi trừng phạt nhỏ. Nhưng sự tình lần này, vị tiên lưu ta có thể chịu trách nhiệm. Mà từ xưa đến nay, người học tập công pháp vị tiên lưu ta đông đảo, càng có đời đời tương truyền. Cho nên bên trong nhân tộc chúng ta tồn tại quá nhiều cường giả vị tiên lưu. Nguyên bản ta không muốn báo việc này ra bên ngoài, bởi vì lưu phái ta luôn luôn điều thấp, không tham dự phân tranh thế lực, dự định lấy thân phận lưu phái bình thường tiếp xúc cùng bên ngoài. Nhưng hôm nay tiền bối của lưu phái ta đã ra tay, chúng ta cũng không ẩn tàng nữa. Không sai, người này chính là một trong số cường giả của lưu phái ta. Phái chủ vị tiên lưu ngạo nghễ mở miệng, giọng nói vang vọng khiến cho vô số học sinh bốn phía xôn xao. Mà bên trong những tiếng xôn xao này, phái chủ vị tiên lưu chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu quay trở về tháp trắng. Ba người đệ tử cũng phấn khởi lập tức đi theo. Cho đến khi bốn người trở lại tháp trắng, đại môn của tháp trắng đóng lại, rốt cuộc ba người đệ tử này không ép được nội tâm kích động nữa, nhao nhao nhìn phái chủ. Lão sư, đây là có chuyện gì? Lão sư, vị tiên lưu chúng ta thật sự có nhiều cường giả như vậy? Hơn 10 dạng hồn ti, cái này sao có thể làm được? Giọng nói của ba người đều có chút run rẩy. Phái chủ vị tiên lưu ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng, ngu ngốc. Chương 1800, ta đứng ngay ở trước mặt ngươi. Nếu là thường ngày, ba người đệ tử này nhất định sẽ cãi lại, dù sao phái chủ cũng không làm gì được bọn họ, thậm chí bọn họ còn muốn bị khai trừ. Nhưng hôm nay ba người nhu thuận hiếm thấy, một người tiến lên nắn vai cho phái chủ, một người quạt gió, một người chủ động đi sắp xếp lại đống ngọc giản, riêng phần mình trông mong nhìn qua phái chủ. Phái chủ vị tiên lưu vô cùng thoải mái, loại đãi ngộ này đã thật lâu lão không cảm nhận được rồi, vì vậy nhàn nhạt truyền ra lời nói. Cũng được, tuy rằng những năm qua ba người các ngươi cũng có chút ít sai lầm, nhưng sai lầm lớn thì không tính là thông qua khảo hạch, như vậy có một số việc cũng nên nói cho các ngươi biết. Ba người đệ tử vừa nghe, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, tâm tình kích động. Phái chủ lướt tầm mắt qua, càng thêm sảng khoái, chậm rãi nói khoác. Thân phận của vị tiền bối này, tự nhiên lão phu đã biết. Những lời đối ngoại ta vừa nói cũng là chân thật. Lưu phái chúng ta đã từng cực hạn huy hoàng, mà để người chú ý sẽ bất lợi trong tu hành, nên về sau lão tổ cước định bí mật để cho đệ tử đời sau điệu thấp, lấy thân phận bình thường đối ngoại. Cho nên cứ mặc kệ lưu phái suy tàn. Nhưng trên thực tế, vị tiên lưu chúng ta là từ minh chuyển ám, bên trong lưu phái còn có rất nhiều vị tu luyện hơn 10 dạo đạo hồn ti, thậm chí trăm dạng hồn ti cũng có một vị. Việc này tuyệt mật, các ngươi không thể truyền ra bên ngoài. Hiện giờ còn không đi chỉnh trang lại điểm tịch, phân loại cất kỹ. Phái chủ hư lạnh một tiếng. Ba vị đệ tử từng người hít sâu, nhanh chóng gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không cách nào tin, nhưng thái độ bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển, lập tức đi tới chỗ phái chủ lúc trước hay ngồi, làm những việc phái chủ đã từng làm. Về phần phong bạo vị tiên lưu trong thái học cùng với hoàng đô, theo vị tiên lưu thừa nhận là càng thêm ân đồng mạnh mẽ. Thời gian lại trôi, một ngày qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thành trong mật thất mở mắt ra. Hắn dùng thời gian cả ngày để ứng phó toàn lực, thủy chung thử nghiệm dùng phương pháp vị tiên lưu hấp thu máu thịt của xích mẫu, trong lúc này cũng có thất bại, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công trong trình độ nhất định, chuyển hóa được hơi ít. Hứa Thành nhíu mày, cảm giác trong thức hải của mình giờ phút này tràn ngập gần 50 vạn hồn ti, nhiều thêm khoảng 10 vạn là do hắn hấp thu hơn 50 khối máu thịt xích mẫu để đổi lấy. Mà trên thực tế, một khối máu thịt xích mẫu thật ra có thể chống đỡ cho hắn mở ra hình thái thứ hai. Cho nên về căn bản, Hứa Thành biết rõ là hiệu suất của chuyển hóa của mình chưa đủ. Cũng may, sau khi máu thịt xích mẫu bị hấp thu cũng không tan biến, chỉ là khô quắc, thật sâu bên trong vẫn ẩn chứa thần nguyên. Nhưng liên kết quá mức chặt chẽ cùng máu thịt, cho nên công pháp dị tiên lưu không thể rút ra chuyển hóa được. Cũng đáng. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang, giờ phút này hắn đã có thêm chút thuần thục. Về sau có thể điều khiển hồn ti lập tức hình thành hình thái thần linh tầng thứ hai, không cần bổ sung lực lượng từ máu thịt xích mẫu. Máu thịt xích mẫu còn hơn 100 khối, ta cũng cần công pháp tầng cao hơn của vị tiên lưu, như vậy có lẽ hiệu suất chuyển hóa sẽ cao hơn nữa. Dẫu sao hình thái thần linh tầng thứ ba cần đến 100 vạn hồn ti từ thần nguyên, mà có khả năng nhiều đó cũng chưa đủ. Hứa Thành trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn đứng dậy rồi đi ra phủ đệ, bước dưới ánh nắng sáng sớm tiếp đến thái học. Về phần đội trưởng vẫn chưa có trở về, Hứa Thành không quan tâm, một đường đi đến đại môn của thái học, một khắc bước đi vào. Hắn như truyền thống thông thường, ngẫu nhiên xuất hiện ở bên trong thái học, quần áo cũng cải biến, trên mặt phủ lên một chiếc mặt nạ. Dòng người nơi đây đông đảo, âm thanh hối hả giống như nhiều hơn một phần so với thường ngày. Hứa Thành phân biệt phương hướng một chút, trên đường đi đến vị tiên lưu, âm thanh nghị luận bốn phía cũng không ngừng truyền đến, đa phần là thảo luận về tu sĩ thần bí của vị tiên lưu. Hứa Thành vẫn bất vi sở động với những lời ấy.
Một lát sau, khi xuyên qua biển người giữa thủy triều, Hứa Thanh nhìn thấy tòa tháp trắng của Dị Tiên Lưu, nơi đây hoàn toàn khác biệt cùng với thường ngày. Bên trong có vài chục học sinh đang khách khí thỉnh giáo thuật pháp của Dị Tiên Lưu. Phái chủ đứng ngay ngắn ở bên trong, mắt có uy nghiêm. Ba người đệ tử riêng phần mình gật đầu giải đáp cho người khác. Chú ý tới Hứa Thanh đến, phái chủ nhẹ gật đầu, còn ba đệ tử nọ thì là lập tức triệu hoán kéo hắn tới. Một người trong đó lộ ra giọng nói đắc ý, thấp giọng mở miệng: "Sao hôm qua ngươi không tới? Đã nghe nói về đại sự của Dị Tiên Lưu chúng ta chưa?" "Ta nói với ngươi, thật ra Dị Tiên Lưu chúng ta thủy chung đều đang ẩn nấp, chân chính là chúng ta cường đại tột cùng. Dị Tiên Bối cầm giữ và chục dạng hồn tiên nọ là một trong số lão tổ của lưu phái chúng ta." Đệ tử này đang muốn kể nhiều hơn thì phái chủ ho khan một tiếng: "Có người đến, Quyền Lôi tử, ngươi đi tiếp đãi một chút." Hứa Thanh chắp tay, đệ tử đang nói chuyện cũng lập tức im tiếng, sau cùng nói một câu: "Có một số việc người vừa mới gia nhập nên không thể biết được. Tóm lại, người biểu hiện cho thật tốt, chúng ta thật ra rất lợi hại." Hứa Thanh trừng mắt nhìn, một màn thế này hắn đã sớm đoán trước, vì vậy cũng bày ra vẻ kích động, dùng sức gật đầu, sau đó mới nhìn tới đại môn, chỗ đó đang có 7-8 học sinh đi tới. Hứa Thanh tiến lên, bình tĩnh mở miệng: "Chư vị tới đây có chuyện gì? Nếu như muốn tìm hiểu về Dị Tiên Lưu, ta có thể giải đáp cho các ngươi." Trong mắt Hứa Thanh, bởi vì quy tắc thái học, 7-8 học sinh này đều có một bộ dạng, nhưng trong đó có một vị, giờ phút này trong lòng rất cẩn thận. Thời dịp người bên ngoài hỏi tới Hứa Thanh, ánh mắt nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả Hứa Thanh. Cuối cùng, ngóng nhìn nhiều thêm vài lần ở chỗ phái chủ, trong lòng thì thào: "Bên ngoài nói tu sĩ Dị Tiên Lưu nọ là một lão giả hỏa mấy nghìn năm, nhưng ngày đó ta động thủ cùng hắn, cảm giác tàn thương trên người đối phương không phải rất rõ ràng, nhất là nói chuyện rất ít, hẳn là người có tính cách trầm mặc ít nói. Có khi nào người như cậu nọ chính là vị phái chủ ở nơi đây?" Nghĩ tới đây, người học sinh này bộ dạng như tùy ý hỏi Hứa Thanh bên cạnh một câu: "Vị học sinh này, ta có tâm gia nhập Dị Tiên Lưu, muốn biết một chút về lưu phái này. Ví dụ như vị phái chủ của chúng ta, ta cảm giác hẳn là một người có tính cách trầm mặc ít nói đúng không? Hình như tuổi tác cũng không phải là quá lớn." Hứa Thanh nghe vậy, liếc mắt nhìn người này, đáy lòng dâng lên một tia cảnh giác. Chương 1701, trăm vạn hồn ti, thuế biến. Nhưng đáng tiếc, những học sinh thái học đều mang trang phục cùng với mặt nạ thống nhất, lại được pháp thuật gia trì khiến cho cả giọng nói lẫn ngoại hình và cả khí tức đều cải biến, rất khó để phân biệt chân thân. Ngay cả đặc thù giới tính cũng không nhìn ra được. Cho nên mặc dù đáy lòng Hứa Thanh nổi lên cảnh giác, nhưng cũng không cách nào lập tức xác định thân phận người trước mắt. Dẫu sao, sau khi Dị Tiên Lưu xảy ra chuyện lớn như vậy, sự chú ý bên ngoài gia tăng, tự nhiên không phải chỉ có một người đến dò xét. Vì vậy Hứa Thanh hơi quét mắt nhìn qua trên người học sinh này, nhẹ giọng mở miệng: "Ta vừa gia nhập Dị Tiên Lưu nên không biết quá rõ, nhưng theo phán đoán từ sau khi ta đến, phái chủ chúng ta đúng là như thế." Học sinh nọ vừa nghe thấy vậy, giống như có điều suy nghĩ, ánh mắt cẩn thận quan sát trên người phái chủ, sau đó mới thu hồi nhìn về phía Hứa Thanh bên cạnh. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng chính diện chú ý Hứa Thanh, nhưng trên thực tế, Dị Tiên Lưu cứ chọn người như vậy. Từ sau chuyện này, sớm đã bị người đào ra một chút tin tức. Dù không biết thân phận chân chính của mấy người đệ tử Dị Tiên Lưu, nhưng thời gian gia nhập Dị Tiên Lưu cùng với biểu hiện ngày thường của bọn họ, thì người có lòng bên ngoài phần lớn đều biết được. Cho nên trong tin tức nàng nắm giữ cũng đã bao hàm vị đệ tử tự xưng Huyền Lôi tử trước mắt này. Nàng biết được đối phương xác thực là người mới bái nhập, mà nàng cũng có chút suy đoán thân phận của đối phương, đồng thời cũng gián tiếp tiêu trừ hiểm nghi. Trong nhận thức của nàng, người hôm trước dù thế nào cũng không thể nào là người vừa mới bái nhập. Về phần thân phận chân chính của Huyền Lôi tử, nàng không có hứng thú. Giờ phút này trọng điểm chú ý của nàng chính là người tu luyện Dị Tiên Lưu đại thành. Vì vậy sau khi hỏi đơn giản vài câu, nàng dứt khoát đi ra, đến phía trước chỗ phái chủ đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khom người cúi đầu. "Phái chủ, đệ tử muốn bái nhập Dị Tiên Lưu." Cử động này của nàng dẫn tới mọi người bên trong tòa tháp trắng của Dị Tiên Lưu chú ý. Từ sau khi Dị Tiên Lưu truyền ra chuyện lớn bực này, mặc dù có không ít học sinh tìm hiểu, nhưng chân chính đưa ra ý muốn gia nhập như vậy vẫn là lần đầu. Hứa Thanh sau lớp mặt nạ khẽ nhướng lông mi lên, cảnh giác trong lòng càng đậm. Lúc trước người này thăm dò còn có thể giải thích, nhưng trước mắt lại quyết đoán bái nhập như thế cũng có phần kỳ dị. Cho nên ngay cả phái chủ của Dị Tiên Lưu cũng mở mắt ra nhìn người học sinh trước mắt. Trong mắt của lão mang theo uy nghiêm, hơi quét qua, để lòng rõ ràng vui vẻ cực kỳ, nhưng giọng nói vẫn thong dong, nhàn nhạt mở miệng: "Lưu phái chúng ta có ước định, không phải hạch tâm không truyền." "Có thể, nhưng đệ tử có ba vấn đề, mong muốn phái chủ giải thích nghi hoặc." Trong mắt nữ tử thần bí lộ ra vẻ quyết đoán, không người mở miệng. Phái chủ nhìn những học sinh bên trong tháp trắng một chút, phát hiện tất cả mọi người đều đang chú ý, lão mỉm cười: "Có thể. Vấn đề thứ nhất, nghe nói thuật của lưu phái ta là cô đọng hồn ti, cần hồn không ngừng lớn mạnh, không biết thuật dưỡng hồn của Dị Tiên Lưu phải chăng có phương pháp huyền diệu gì?" Nói xong, nàng mật thiết quan sát ánh mắt của vị phái chủ trước mắt. Trong mắt phái chủ không có bất kỳ gợn sóng, giọng nói bình tĩnh vang vọng: "Hạ tiên nhất niệm, tiện thể tự thành,
Điểm này Hạ Hải, Hồn cũng ứng thành. Mọi người bên trong tháp trắng do dự. Nếu như đổi thành lúc khác, bọn họ nhất định xì mũi coi thường. Những lời này căn bản chính là có mà không có, nói cũng như không. Nhưng hiện giờ Dị Thiên Lưu đã xuất hiện đại sự, có người đại thành thiện thân, hơn 10 vạn hồn ti đã chứng minh hết thảy, cho nên mọi người không khỏi suy tư một cách nghiêm túc. Ngay cả ba người đệ tử hạch tâm nọ cũng đều trầm ngâm, chỉ có Hư Thành là trừng mắt nhìn. Nữ tử thần bí nọ cũng trầm mặt, dưới mặt nạ nhăn mày lại, suy nghĩ một chút sau đó ra câu hỏi thứ hai. Xin hỏi phái chủ, Dị Thiên Lưu hình thành hồn ti phải chăng thật sự như bên ngoài đồn đại vô cùng chậm chạp? Những lời này cũng là trọng điểm chú ý của những học sinh khác bên trong tháp trắng, thậm chí chính ba người đệ tử của Dị Thiên Lưu cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Phái chủ hất cằm lên, trong mắt mang theo một cổ ngạo nghễ, giọng nói tự tin 10 phần vang vọng ra. Ngàn năm trước, Lưu phái ta đã cải cách công pháp, chỉ làm trong ngoài hai bộ, và lại lão tổ lưu lại quy củ, đệ tử hạch tâm đủ niên hạn nhất định mới có thể truyền tụ công pháp bên trong. Công pháp bên ngoài hoàn toàn chính xác chậm chạp, nhưng công pháp bên trong lại mạnh mẽ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, mặc dù vẫn có chút hoài nghi đối với việc này, nhưng nghĩ đến người thần bí đại thành có hơn 10 vạn hồn ti, từng người lại chần chừ. Nữ tử thần bí nọ cũng là như thế, mày nhíu lại càng chặt. Nàng cảm giác người phái chủ trước mắt này không đơn giản, từng câu trả lời đều cẩn thận chặt chẽ, không lộ ra bất cứ manh mối hữu dụng nào. Vì vậy sau khi trầm mặc, nàng không có hỏi tiếp vấn đề thứ ba, mà trong lòng quyết đoán lập tức cúi đầu. Đệ tử không còn nghi ngờ nữa, nguyện làm hạch tâm gia nhập Dị Thiên Lưu. Phái chủ khẽ gật đầu, thầm nghĩ Trình chỉ có thí, còn Non và Xanh cũng muốn đến dò xét ta. Trên thực tế, vấn đề của người học sinh trước mắt này, lão thân là phái chủ nên tự nhiên cũng nhìn ra manh mối, nhưng căn bản lão không chút hoảng hốt gì. Dù thực tế bây giờ lão cũng không biết người thần bí đại thành là ai, nhưng việc ấy không ảnh hưởng đến chuyện lão chuẩn bị mượn thế của người đó để tăng lên uy danh của Dị Thiên Lưu. Dẫu sao, mặc kệ như thế nào, vị thần bí đại thành đó đích xác là tu luyện hồn ti của Dị Thiên Lưu, như vậy là đủ rồi. Về phần thân phận của người thần bí đại thành, lão cảm thấy tới thời điểm thích hợp nhất định đối phương sẽ xuất hiện. Mà về phần bản thân gánh sự tình trộm cướp làm cho Tinh Đế Cực Thượng Tông bất mãn, lão cũng không thèm để ý. Thần là lưu phái trong thái học, địa vị là siêu nhiên. Nghĩ tới đây, lão giơ tay vung lên, một khối ngọc giản bay tới trước mặt nữ tử thần bí. Hết tập 213. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.